Sau gần 5 tháng hoàn thành việc nâng cấp sửa chữa tuyến quốc lộ 20 đoạn qua tỉnh Lâm Đồng, bên cạnh đường tốt, giao thông thuận lợi thì cũng xuất hiện nỗi lo tai nạn giao thông trên tuyến đường này, nhất là tai nạn đối với các loại xe ô tô có tải trọng lớn. Thực tế này đòi hỏi ngành chức năng, các địa phương cần có giải pháp quyết liệt và người điều khiển phương tiện cần nâng cao ý thức trong tham gia giao thông. Gần 20 năm sinh sống tại xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, chưa năm nào ông Nguyễn Văn Bình lại chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng như từ đầu năm đến nay, nhất là sau khi tuyến quốc lộ 20 đoạn qua địa phương được nâng cấp hoàn thành và đưa vào sử dụng. Theo ông Bình, bên cạnh lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, thì nhiều hạng mục để kiểm soát tốc độ, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông cũng chưa được hoàn thiện. Đường quốc lộ 20 mà vô từng cái ngã 31 thì nên thêm vào những cái vạch chỉ của cái đường chỉ của cái ấy mà cua vô ngã ba, là phải thêm vô những cái mũi tên chỉ để cho bà con tới cái ngã ba đó mà muốn sang phải, muốn sang trái là đi theo mũi tên mà đi qua bên trái, hoặc là bên trái muốn qua phải có mũi tên qua bên đó thì giảm tốc độ được cái đó thì nó ấy. Chứ đây cái đường này được 2 chiều nhưng mà được 1 chiều. Quốc lộ 20 đoạn qua tỉnh Lâm Đồng hoàn thành việc nâng cấp sửa chữa vào đầu năm 2017. Cũng từ thời gian này đã có ít nhất 5 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra. Trong đó đoạn qua địa phận thành phố Bảo Lộc và huyện Di Linh có 3 vụ nghiêm trọng làm 3 người chết. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn thường xuyên trên tuyến quốc lộ 20 chính là ý thức tham gia giao thông của người điều khiển cũng như người tham gia giao thông còn hạn chế. Tình trạng phóng nhanh vượt ẩu thường xuyên xảy ra. Sau khi mà quốc lộ 20 được đầu tư nâng cấp thì đường rất là đẹp. Thế cho nên là cái tốc độ của cái phương tiện đi lại thì có cao hơn. Thế chính vì như thế thì thời gian qua thì cũng có một số các vụ tai nạn xảy ra mang chất cũng thương tâm. Thì đặc biệt ở đây thì chủ yếu là do cái tâm lý chủ quan trong cái quá trình mà lưu thông. Và cũng có một số các cái phương tiện giao thông lớn là những cái xe ô tô là đi rất là nhanh, vượt rất là ẩu. Bên cạnh tai nạn do người điều khiển mô tô gắn máy thì tuyến quốc lộ 20 thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ tai nạn do ô tô trọng tải lớn gây ra, nhất là vào những giờ cao điểm vào buổi chiều và ban đêm. Bởi đây là thời điểm mà nhiều phương tiện chuyển tải hàng hóa từ Đà Lạt về thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Tôi đã triển khai một số cái giải pháp. Trước hết là giữa cái khu vực hai bên chợ này thì chúng tôi cũng đã làm một số cái hộ lan can để hướng dẫn bà con nhân dân buôn bán không được lấn chiếm lòng lề đường. Và vừa qua chúng tôi cũng đã tuyên truyền với bà đến tất cả bà con nhân dân khi tham gia mua bán ở chợ thì đưa xe vào nơi tập trung và cũng đến toàn bộ cán bộ công nhân viên chức của xã cũng như là các công nhân rồi đến bà con của trong xã. Thưa quý vị, sau khi tuyến đường quốc lộ 20 đoạn qua Bảo Lộc hoàn thành và đưa vào sử dụng thì thực trạng tai nạn giao thông diễn ra rất là lớn. Thực tế này đòi hỏi các ngành chức năng của tỉnh và người dân cần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông. Thực tế cho thấy một số tuyến đường sau khi nâng cấp sửa chữa tốt hơn lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông do ý thức của người điều khiển phương tiện còn thấp. Và rõ ràng, ngoài công tác tuyên truyền thường xuyên thì việc tăng cường tuần tra, tuần lưu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông của ngành chức năng của tỉnh và địa phương trên tuyến quốc lộ 20 là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm hạn chế các vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Để trả lại mặt bằng vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ, một số hộ dân đã vui vẻ chấp hành, tự xin tháo dỡ. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều hộ cố tình không chấp hành. Những trường hợp này, đoàn đã kiên quyết lập biên bản tịch thu nhiều bảng hiệu, vật dụng hàng hóa, buôn bán lấn chiếm vỉa hè.